Muốn một con người giàu sang phú quý thì phải dạy người ta tu phước báo. Muốn một con người có sức khỏe và tuổi thọ kéo dài thì phải dạy người ta ăn chay phóng sanh. Muốn cho một con người thông minh và trí tuệ thì phải dạy con người đem cái gì hay chỉ dạy người khác. Nhân quả phù hợp. Nhưng bây giờ mình mừng thọ cho cha mẹ mình, nếu như mình không hiểu thì ngày mừng thọ đó mình lại giết gà, giết heo, giết vịt để mà mình đãi người ta ăn nhậu, chúc tụng cho cha mẹ tuổi thọ tăng thêm, nhưng mà lại sát sanh mừng thọ. Nếu như người này có thể sống tới 90 tuổi, nhưng cái ngày mừng thọ mà sát sanh mừng thọ đó đó, thì họ có thể sống tới thêm chừng 75 tuổi thôi, họ đã chết rồi. Họ sẽ giảm thọ. Tại vì sao? Ngay ngày mừng thọ mà lại sát sanh hại vật mừng thọ không phù hợp. Hôm nay tất cả các cụ ông cụ bà được về đây giữ chương trình mừng thọ này, mà các con đưa các cụ ông cụ bà đi đến đây là các con hiểu đạo, hiểu được cái việc làm này tốt. Phúc báo của những người con này lớn lắm. Tất cả các cháu sẽ hiểu được cha mẹ mình đối xử với ông bà mình như vậy là đúng rồi. Rồi vô đây những đức đây làm một cái lễ phóng sanh rất là lớn, làm một cái lễ cúng tế thực rất là lớn, và có một đoạn chia sẻ Phật pháp để cho các cụ ông cụ bà chúng ta cùng nghe, để mà chúng ta có một phương pháp tu giải thoát. Tất cả những việc này chúng ta đều hồi hướng cho tất cả các cụ ông cụ bà đang ngồi đây, và tất cả các cụ ông cụ bà khắp nơi nơi dù chưa được về đây cũng được hồi hướng nguyện cầu cho tất cả những người già được hạnh phúc, được bình an, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Trong lòng những đức rất là vui quý vị. Chắc là cái tâm trạng mà mình nghĩ cho người già, thí dụ như bây giờ những đức mà sống khoảng 45 tuổi chết đi, nếu như mà những đức thường nghĩ cho người già mừng thọ cho người ta gì thì kết cục thì những đức có thể sống thọ. Tại vì mình mừng thọ cho người ta thì mình sống thọ. Như các cháu nhỏ nhỏ, như đức dạy cho các cháu là các con chỉ cần đứng bên ngoài chắp tay vào bên trong: hôm nay thầy tổ chức mừng thọ cho các cụ ông cụ bà, con á, nguyện á, Phật gia hộ cho các cụ ông cụ bà có sức khỏe và sống được bình an. Chỉ cần một câu như vậy thôi thì cháu này cái phước rất là lớn để gieo duyên với tất cả các cụ ông cụ bà đang dự chương trình này đó. Từ cái tâm thiện đó đó quý vị, nó đặc biệt dữ lắm. Từ cái tâm thiện này rất là đặc biệt, nên những đức rất là chúc mừng cho tất cả những người làm con. Hiện tại chúng ta đang còn cha mẹ của mình, mà mừng nhất là cha mẹ mình hiện tại đang được ngồi trong ngôi nhà Tam Bảo này. Trong kinh giáo Đức Phật dạy rằng là đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Đức Phật đi tu vì chữ hiếu mà ngài tu. Khi Đức Phật thành đạo xong thì khi nghe vua cha gần mắt, Đức Phật từ ở phương xa mà Đức Phật tranh thủ đi về để mà khuyên cha mình niệm Phật cầu giải thoát. Từ nơi cái tâm của Đức Phật đã thể hiện làm được những việc mà hiếu đạo trọn vẹn. Khi vua cha mất đi, Đức Phật ginh cái cổ quan tài đến cái nơi đài hỏa táng. Từ nơi đó mà Đức Phật nói rằng đạo Phật là đạo hiếu, mà tâm Phật là tâm hiếu. Muốn dạy tất cả những con người sống ở cái cõi đời này lấy chữ hiếu đạo làm gốc để mà lập nên sự nghiệp của cuộc đời. Con người dù có học thức cao cỡ nào, nếu như chúng ta không thương yêu giúp đỡ cho cha mẹ của mình, mình muốn hướng đến sự nghiệp mà mình bỏ bê cha mẹ của mình không quan tâm đến, hoặc là mình nói mình bận rồi, mình không có thời gian để lo cho cha mẹ, thì những đức xin thưa với quý vị, tất cả những sự nghiệp mà của chúng ta muốn tạo ra trong cái cõi đời này nó đều là giả tạm hết. Và quý vị cũng khó thể nào thành đạt được cái sự nghiệp trong cuộc đời này. Vì nếu như không hiếu với cha mẹ là mất đi cái gốc của làm người. Mà đã là mất cái gốc làm người thì làm sao chúng ta thành đạt được sự nghiệp trong cuộc đời này mà tồn tại hả quý vị? Nhớ. Nên mỗi một con người làm
Cha mẹ mình muốn con mình hiếu với mình, thì cái việc mình phụng dưỡng cha mẹ mình để cho con mình thấy là một bài học cực kỳ đáng giá. Nếu như mình không phụng dưỡng cha mẹ mình mà mình dạy con mình hiếu với mình, việc này cực kỳ khó làm, cực kỳ khó nói. Thí dụ như có những người cha người mẹ đủ duyên được vào ngôi Tam Bảo ở đây, đây là cái việc của cha mẹ muốn vào. Mình sẽ tạo điều kiện hết mình để cho cha mẹ được vào ngôi Tam Bảo. Con cũng muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng vì cha mẹ thấy rằng các con quá bận bịu bên ngoài, mà cha mẹ tuổi già mà không có người già chơi chung thì cũng không được vui. Nên chùa này rất nhiều người già, nên cha mẹ tôi tuổi già thích vào đây để tục. Tôi là bổn phận làm con, nhiệt tình hết mình để mà ủng hộ, có thể 5-7 đứa con đưa cha mẹ vào đây để ký giấy cho cha mẹ và hứa với quý thầy tất cả những việc gì quý thầy sắp xếp cho cha mẹ con. Và đến khi cha mẹ con mất, con hoàn toàn ủng hộ hết mình, quý thầy dạy như thế nào chúng con nghe như vậy, vì đây là tâm nguyện của cha mẹ con, con nhất định phải chiều theo cái tâm nguyện đó. Nhớ. Còn nếu như cha mẹ con ở nhà mà muốn tu thì con sẽ thỉnh tượng Phật về, con sẽ làm bàn thờ, lập ngôi Tam Bảo đàng hoàng. Dù nghèo cỡ nào con cũng lập ngôi Tam Bảo cho cha mẹ con ở nhà niệm Phật. Mỗi ngày con lo lắng cho cha mẹ con, đó là cái việc cha mẹ con ở nhà thì con phụng dưỡng. Còn cha mẹ con muốn đi vô đây thì con sẽ hết lòng chiều theo tâm nguyện của cha mẹ. Có nghĩa là cha mẹ mình tuổi già muốn như thế nào, mình chân thật giúp đỡ cho cha mẹ mình, nhiệt tình. Đó gọi là người con có hiếu. Nhớ nghe quý vị. Thí dụ như giờ chương trình mừng thọ này, nhiều người già về đây, các cụ về đây thấy ngôi chùa mình nuôi nhiều người già. Thêm một cái đó là bên kia chùa mới xây xong, có rất nhiều chỗ ở cho người già. Nếu như các cụ thấy rằng mình ở ngoài đời các cụ không được vui nhiều, các cụ muốn đi vô chùa thì các cụ nên tập sự được đi đến chùa, tập sự đi đến chùa. Và mình thấy trong chùa mình ở thấy yên thì mình xin được vô chùa ở luôn. Ở trong chùa nó rất bình an cho các cụ, vì một là chỗ ở rộng rãi, hoàn cảnh có một khuôn viên rộng, thêm cái nữa không có xe cộ ồn nào. Quý vị biết rằng là có những người già ở thành thị nhìn thì họ sống như là một cái cuộc sống nó phồn hoa lắm, nhưng về cái tuổi già thì có khi ngồi chon hỏn trong nhà, mỗi ngày rất là buồn. Nên những đức nói rằng là các cụ trong chùa mình rất hạnh phúc, tại vì các cụ được có một hoàn cảnh rất rộng để các cụ đi vòng vòng, được các cụ chơi, và mỗi ngày các cụ được niệm Phật. Và cái chỗ hạnh phúc lớn nhất của các cụ nghe, đó là cuối cuộc đời của các cụ được hộ niệm đưa tiễn các cụ về cực lạc đó. Nên chiếc máy này mà những đức tặng cho các cụ mình đó nghe, các cụ mừng thọ ngày hôm nay rất ý nghĩa. Những đức muốn rủ các cụ già khắp nơi nơi về đây để dự chương trình này là gì? Những đức muốn đem Pháp Môn Tịnh Độ này giới thiệu cho các cụ già nè. Các cụ ơi, cuộc đời con người chúng ta đâu phải chết là hết đâu. Chết không phải là hết đâu nghe. Chúng ta chết chúng ta còn một cái sự tái sinh với cái hành động của mình khi sống, thiện hay là ác. Nếu như mình làm ác thì nhất định mình sẽ đi vào tam độ ác đạo. Còn nếu như mình làm thiện, mình sẽ đi đến thiện cảnh, đó là cõi trời tốt đẹp. Còn nếu như các cụ niệm Phật thì sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn về quốc độ Tây Phương Cực Lạc. Đây là một quốc độ cực kỳ an lạc. Nên có một câu chuyện, cái bà cụ già này á, khi mà bà có gia đình hồi lúc còn trẻ, bà sanh một đứa con trai. Bà sanh một đứa con trai, bà trong tâm tư bà nghĩ thôi cố gắng nuôi đứa con trai này, sau này con trai lớn lên chắc là con trai cũng lo cho mình. Cuộc đời mình vẫn còn có cái tâm là an ủi là có được thằng con trai. Thì bà cực khổ, bà lam lũ, bà làm lụng, bà nuôi cái thằng con trai. Nhưng mà bao nhiêu cái mơ ước của bà dành hết cho thằng con trai. Nhưng khi con trai bà lớn lên đó thì nó lại không hiếu. Không hiếu. Mỗi ngày nó còn gầy la bà nữa. Bà nấu cơm bữa nào không ngon là nó la bà luôn.
Trong lòng bà buồn quá, không biết chia sẻ với ai. Bà đến chùa bà gặp vị thầy. Bà nói: thầy ơi thầy, con khổ quá thầy à. Có đúng một thằng con trai một mà nó gầy la con, nó nói con này kia. Con buồn quá thầy ơi, con khổ quá thầy ơi. Xong vị thầy nói: ủa bà khổ gì, tại sao bà không bán khổ đi? Thì bà ngồi bà ngẫm nghĩ, bà nói: ủa vàng bạc châu báu thì bán được chứ khổ sao bán. Nhưng mà bà hỏi vị thầy, bà nói: thầy thầy, khổ sao bán thầy? Thì người thầy nói: thầy dạy bà một phương pháp để bán khổ, bà nghe không? Bây giờ ở đây người già nào mà đang buồn khổ lắng nghe nè. Ông thầy đó ông dạy cho một phương pháp để bán khổ, nghe không? Thì ông thầy đó ông nói rằng là cái khổ mà con bà nó đối xử với bà đó, một là cái nhân bà đã từng tạo với nó như vậy nên bây giờ nó trả lại cho bà. Nhưng mà bà đem ấp ủ ở trong tâm để bà khổ, thì bây giờ bà nên dùng một phương pháp để ấp ủ trong tâm một phương pháp khác, chứ không nên nghĩ cái khổ gì cái chuyện đứa con đối xử với mình tệ bạc. Càng nghĩ thì bà càng khổ, bà không có lối thoát. Nên hôm nay thầy dạy bà một phương pháp để bán khổ, đó là từ hôm nay bà nên nhớ A Di Đà Phật, bà niệm A Di Đà Phật thì bà bán khổ. Không, bà già này công nhận là quá có thiện căn, quá có thiện căn. Bà chỉ được dạy một lần thôi thì quý vị biết, từ đó về sau bà đi đứng nằm ngồi bà niệm Phật. Không mà bà còn hỏi ông thầy đó một câu: nhà con rất là nhỏ, rất là chật, trên bàn thờ còn thờ thủ địa thằng Hoàng, thờ ông Táo tùm lum hết, ở dưới sàn nhà thì có nuôi heo nuôi gà nữa, vậy thì con niệm Phật như vậy có được hay không? Thì vị thầy nó nói: bà cứ niệm Phật, bà cứ thành tâm thành ý niệm Phật cầu sanh cực lạc đều được, bà cứ niệm Phật là được rồi. Ngày xưa thì bà thắp nhang: thủ địa ơi cầu cái này, thằng Hoàng ơi cầu cái nọ, ông Táo ơi cầu cái kia. Hôm nay bà nghe lời thầy, bà cứ là đến bàn của thủ địa cũng A Di Đà Phật, đến bàn của thằng Hoàng cũng A Di Đà Phật, đến cái bàn của thằng Táo Quân cũng A Di Đà Phật. Bà cứ niệm Phật, thắp nhang cho ai cũng A Di Đà Phật, thắp nhang cho ông bà cũng A Di Đà Phật. Bà cứ nghe lời thầy, làm đúng như vậy, bà về bà chân thật bà làm, thì quý vị biết rằng là đến khi một ngày nào đó thì bà nói với thằng con trai rằng: con ơi, mẹ 3 ngày nữa mẹ đi rồi. Thằng con hỏi: bà đi đâu? Bà già bà đi đâu? Cái bà nói: mẹ đi về Tây Phương Cực Lạc, Phật đã báo cho mẹ là 3 ngày nữa Phật rước mẹ. Thì vị biết rằng là đứa con nó quay lại nó cự bà, nó nói: bà tào lao, bà già lắm, tự nhiên đang sống ở đây đi về cực lạc, đang sống sôi sỏi gì mà về cực lạc cái gì. Xong bà nói rằng: con nhớ 3 ngày nữa mẹ đi, con nên ở nhà để lo hậu sự cho mẹ, để tròn bổn phận làm con. Nếu con không làm đàng hoàng con sẽ mang tội bắt hiếu. Bà nói vậy thôi. Xong quý vị biết rằng nó không tin. Nhưng mà tới ngày thứ 3 đó quý vị, nó tự nhiên nó nghe một mùi thơm từ trong nhà nó phát ra, mà mùi thơm này từ xưa giờ nó chưa bao giờ nghe được mùi thơm này. Bắt đầu nó đi vòng nhà nó tìm mùi thơm gì, nó tìm hoài tìm không thấy. Nó nhớ lại mẹ nó nói là ngày thứ 3 mẹ nó giảng sanh, thì bắt đầu nó đứng ở ngoài nhà, nó nhìn qua cái cửa sổ nó coi coi bà già này sao. Thì nó thấy mẹ nó đi tắm, đi tắm xong bà thay đồ, thay đồ xong bà bận áo chàng đàng hoàng, xong bà bắt cái ghế bà ngồi, bà chắp tay bà niệm Phật, bà niệm Phật chút rồi bà ngồi bà nhắm mắt lại bà giảng sanh. Thấy không? Từ đó về sau thì thằng con trai này cũng niệm Phật theo mẹ luôn. Quý vị thấy một câu A Di Đà Phật này bán khổ, mà không phải là bán khổ chỉ có một đời này, mà một câu A Di Đà Phật là bán khổ của vô lượng kiếp, để giúp cho chúng ta làm Phật, chấm dứt
sự luân hồi khổ đau, không còn chịu cảnh sanh già bệnh chết. Cái chương trình mừng thọ này là chương trình đặc biệt nè. Có khi các người già chỉ đến đây chỉ được một lần, được gieo cái thiện duyên này tuyệt vời. Nếu ai là người có thiện căn thì nên nhận thức lại mà nhớ Phật niệm Phật. Quý vị nhớ, nhiều người chúng ta khi không biết tu, giữa vợ chồng già một người chết đi thì mỗi ngày thắp nhang hoặc là bớ cơm cúng thì bắt đầu than thở. Mà càng than thở thì càng làm cho người chết là bạn đời của mình càng đọa lạc khổ đau, không giúp được gì hết. Ngày xưa những đứa ở dưới quê thường thấy những người già mà ông chết trước hoặc bà chết trước là thường ưa gì nè, thắp nhang bớ cơm cúng. Bà ơi bà, sao bà bỏ tôi đi sớm như ý bà, đúng không? Than thở bắt đầu là gấp miếng thịt, miếng đồ ăn, gấp để vô cái chén. Nè bà ăn đi, món này bà thèm nhất nè bà, thấy chưa? Hoặc là bà thì nói nè ông ăn đi, món này ông thích nhất nè ông. Mà có ăn được không? Không. Nếu như mà bây giờ biết niệm Phật thì ông bà cùng niệm Phật, ông bà nói gì? Ông ơi, tôi với ông sống nhau cả đời, tình cảm vợ chồng rất là thương nhau. Thôi bây giờ mình nghe thầy dạy vậy rồi ông à, tôi với ông cùng niệm Phật. Nếu ông đi về trước thì ông về cực lạc ở trên đó trước. Tôi về sau, tôi về cực lạc rồi tôi với ông gặp nhau trên đó nghe ông. Tôi nghe thầy nói á, ở thế giới cực lạc mình không có già, mình không có bệnh, mình không có chết. Vậy thì mình ở trên cực lạc mình mới chung thủy với nhau đời đời kiếp kiếp ông à. Ha. Đó, 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 đó. Nghĩa là tuổi già mà hữu hỷ nói nhau vậy đó. Rồi chủ nhật sắp xếp được, thầy chủ nhật mỗi tuần giảng vui lắm. Thôi tôi với ông đi đến nghe thầy giảng nghe. Nào, bắt đầu mình rủ nhau, tuổi già mà lo cho con cái xong hết rồi. Tuổi già mà đi đến chùa đồ nó hưởng được cái cảnh bình an, rồi tập ăn chay cho nó nhẹ nhàng. Nào, thì quý vị biết rằng là khi mà ông mắc trước thì bà hộ niệm cho ông, bà mắc trước thì ông hộ niệm cho bà. Đây mới thật sự là tình cảm hiểu biết. Thật sự là tình cảm hiểu biết. Còn cái tình thương thế gian Phật nói rằng là xa lìa khổ. Đúng. Không biết tu thì vợ hoặc chồng chuẩn bị mắc thì bắt đầu lỡ nắm tay chân. Bà ơi bà đừng chết, bà ơi bà, bà ơi bà đừng chết, bà ơi. Nhưng mà kêu đừng chết rồi có chết không? Vẫn phải chết. Nhưng mà lôi kéo cái tâm thức làm cho cái tâm mình nặng nề, không được siêu thoát. Cái tâm lưu liếng đó đỏ càng sâu. Rồi mỗi tuần thắt lại sát sanh hại vật cúng, mỗi năm đám dỗ rồi sát sanh hại vật cúng, càng ngày càng bỏ cái nghiệp nặng xuống. Bây giờ mình cần nghe đạo để mình giúp cho bạn đời của mình, mình giúp cho chồng cho vợ của mình làm sao được tốt đẹp. Thì quý vị biết rằng chương trình mừng thọ này là một chương trình để mà tiếp nhận giáo dục. Và chúc thọ chỉ là một phương tiện. Còn cái việc cực kỳ quan trọng đó là những đức muốn đưa các cụ ông cụ bà đi đến đây, để những đức đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu và tặng chiếc máy nghe Pháp này về, đi đâu cũng cầm nghe. Đây là tấm lòng những đức dành cho các cụ ông các cụ bà, rất là chân thật nghe quý vị, nhiệt tình hết mình luôn đó. Nên tất cả những người con mình đưa cha mẹ mình đi đến đây để dự chương trình mừng thọ này, vừa cái tâm của mình có hiếu mà vừa mình còn cúng dường tam bảo để mà ngay ngày mừng thọ này mình còn hồi hướng cho cha mẹ của mình. Còn nếu mình không có điều kiện cúng dường gì, mình niệm thêm câu Phật hiệu để hồi hướng cho cha mẹ mình. Cái việc làm này của quý vị rất đặc biệt, từ cha mẹ con cháu mà đưa ông bà đi đến đây. Có những gia đình một người cha mẹ mà gia đình mười mấy người đưa cha mẹ đi đến đây luôn. Hồi sáng những đứa đi những đứa gặp mấy gia đình luôn, chỉ có một người mẹ mà con rồi cháu mười mấy hai chục người thuê một chiếc xe đưa mẹ cha đi đến đây. Những đứa nói đúng là cái chương trình này là đúng là cái chương trình đặc sắc, quá đặc sắc.
Nhưng Đức nói quý vị biết chứ, bây giờ mình ở nhà mình muốn tổ chức một chương trình mừng thọ rất khó làm. Làm được nhưng mà lại khó. Đây là cái điều kiện mà chúng ta tạo ra điều kiện để cho nhiều người con để mà làm được cái việc hiếu này. Thật sự mà nói thì bản thân những Đức đã mất cha mẹ sớm. Mẹ những Đức mà những Đức thường kể, gia đình nghèo lắm quý vị. Bà mất năm 50 tuổi. Mà nhớ cái cảnh mà mất mà chờ mưa bằng đêm, mà cái kiểu mà gió thổi mà nóc nhà miền quê mà nhà lá đó quý vị, gió thổi mạnh là tóc nóc lên, trời sấm sét ở trên, nhìn thấy từ ngồi ở dưới nhà nhìn lên mà thấy chớp 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 chớp, thấy cái cảnh nằm chết mà đúng là ngày xưa không biết Phật pháp gì, rồi con cái bu xung quanh khóc la, nắm tay nắm chân lôi kéo, trời ơi nhìn cái cảnh đó đúng là thê thảm. Còn ba những Đức thì mất năm 64 tuổi. Ông bị nhồi máu cơ tim, chở giữa đường ông mất. Thì lúc đó mình chưa biết tu hành gì hết, toàn là sát sanh hại vật ngay đám ma của cha mẹ không. Rồi có khi ngay cái ngày mà cha mẹ mất mà mình còn nhậu nhẹt với bạn bè nữa, chứ buồn. Người thấy chưa, mình mà không biết tu là cái hành động mình đối xử với cha mẹ mình không hiểu gì đâu quý vị. Nên bây giờ những Đức khi biết tu nè, những Đức nghĩ rằng bản thân của mình đang có đây hiện tại là đang có của cha và đang có của mẹ. Mình đã không hiểu đạo sớm mà cha mẹ mình đã chết hết rồi. Bây giờ mình nên đem cái thân mà có của cha, có của mẹ này, nên làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời này dành cho tất cả những người cha, người mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta mà bây giờ có duyên gặp nhau ở đây. Để mình đem cái công đức đó mình nguyện hồi hướng cho cha mẹ mà sinh mình ra đời này, hoặc nhiều đời nhiều kiếp mà đã mất rồi chưa siêu thoát, đem cái công đức nguyện cầu siêu thoát cho họ, cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Còn người còn sống thì mình nhiệt tình, mình quan tâm lo lắng giúp đỡ. Rồi bây giờ Hòa Thượng xây chùa 3-4 điểm chùa là người già khóc nơ nơ được có cơ hội được về đây để được nương tựa, được ở. Nhưng Đức rất là mừng cho các cụ là chúng ta có được 3-4 điểm chùa mà rất lớn. Các cụ già muốn vô ở là sẽ được ở. Có nhiều người già hỏi thầy ơi ở khó không thầy, ở mà có giấy tờ gì ký đồ khó không? Nói không, chỉ cần giấy chứng minh con cái chấp nhận, nếu con cái đưa đi đến được thì cái điều này quá đúng đắn. Nhưng mà có nhiều người con họ có một quan niệm như vậy nè quý vị, là tôi vậy không lẽ không nuôi được cha mẹ tôi sao? Mà tôi đưa cho ông thầy, ông nuôi. Bây giờ bà, ông muốn đi thì đi đi, tôi dẫn đến mất mặt lắm. Sao mà dẫn đến được, tôi nuôi được mà. Chứ đưa cho ông nuôi, người ta cười tôi chết. Người ta cười mình không có chết đâu, mấy đứa con ơi. Mà mình vì cha mẹ mình có phúc. Dù người ta có nói mình vài câu người ta không hiểu, nhưng mà lương tâm mình vẫn thấy thoải mái vì mình đã tròn tâm nguyện cho cha mẹ của mình. Đừng vì cái ngã của bản thân mình mà lỗi đạo làm con. Nhớ, đừng cái vì cái ngã của bản thân mình mà lỗi đạo làm con. Nhớ nghe. Nên mỗi một người chúng ta phải nhận thức và hiểu biết. Nên cái chương trình mừng thọ này, những Đức có một cái tâm trạng rất là dạt dào, nên rất là thật lòng là mừng cho những người con bây giờ mà đưa cha mẹ được đi đến đây rồi. Đó. Tuổi già mà từ 70 tuổi đổ lên gì mà ngồi, những Đức thấy đúng là những người già ngồi đây toàn là những người già có phước nghe. Nhìn người già nào cũng đẹp hết. Bây giờ có những ông cụ mà chưa bận đồ lam mà nhìn cũng đẹp trai lắm. Thấy chưa, nhìn phong độ luôn, thấy chưa. Rõ ràng là những người mà đi đến chùa là họ có phước duyên lạ vô cùng. Quý vị coi, có nhiều người già tới 70 tuổi là lụm cụm lắm, nhưng mấy ông cụ đồ nhìn tướng tá bự con mập mạp, mấy bà cụ đồ nhìn phía sau đồ cũng ngon lành, đúng không? Đó, đây là cái phước báo dữ lắm đó nghe. Đó, nên một chút á, những Đức khi nói chuyện xong á thì tất cả các cô mình chuẩn bị ra đây, rồi xong mình tặng quà cho các cụ ông cụ bà. Nhớ là chùa mình á, tất cả những người trẻ vô đây để phục vụ Tam Bảo ở đây
Họ cũng có cha mẹ họ ở phương xa, ở nhà cửa này kia, nhưng mà có cái duyên đi vô đây. Khi mà những đức nói rằng là mình tổ chức chương trình này, tất cả các thầy, các chú, các cô, các cụ, nhất là người trẻ, nhìn nhận đi. Nếu như cuộc đời mình mà không đi tu á, làm sao mà mình có cơ hội mình làm việc này trời. Trời ơi, những đức nói rằng nếu như những đức không đi tu á nghe, đối với cha mẹ thì bất hiếu, mà gặp có vợ thì cũng chắc cũng vợ nó quýnh te tú, làm không ra tiền bạc gì hết, nghèo khổ, nhậu nhẹt bê tha. Làm sao mà những đức làm được những chương trình này? Vậy mà những đức đi tu, những đức làm được những chương trình này, quý vị coi. Đó. Rồi tất cả những người trẻ đi vào đây cùng chung tay những đức làm việc này, những đức nói chúng ta trở thành một đoàn thể, mà gọi là đoàn thể gì biết không? Đoàn thể làm việc lớn trong cuộc đời, phải không quý vị? Đây là đại sự nhân duyên. Nên các thầy, các cô, các chú phải nhìn nhận được cái đại sự trong cuộc đời là việc này nè. Nên mình không có gia đình gì hết mà mình được đi tu, mình được đi đến ngay ngôi chùa mà làm việc này tuyệt vời quá. Nên những đức thường giảng nói rằng những người trẻ khắp nơi nơi mà muốn đi tu á, mà thích tu pháp môn tịnh độ, thì đúng là điểm này là điểm nuôi người già niệm Phật nữa. Mà vừa vô đây tu được mà vừa phục vụ người già, đúng là việc này là đặc sắc, xứng đáng cho cái việc đi tu của mình luôn. Chứ không phải là chúng ta mà đi tu mà là chỉ có cuộc sống của mình, mà mình vừa có cuộc sống bình yên mà mình lại lo cho được rất nhiều con người, lỡ mình lỡ người, đúng là cái duyên đi tu này đặc biệt. Hôm nay thì chư tăng ni về đây dự chương trình này cũng đông. Thường á thì mỗi tuần chủ nhật những đức cúng dường cho chư tăng ni, nhưng hôm nay thôi chư tăng ni cùng với những đức là người xuất gia, chúng ta hôm nay tổ chức mừng thọ cho tất cả những người cha người mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp hoặc đời này đang ngồi ở đây. Chúng ta hôm nay á không có cúng dường tiền bạc gì hết, mà những đức tặng cho luôn chư tăng ni mỗi người một chiếc máy giọt nước nghe pháp. Vì chính những đức, cuộc đời những đức nhờ gặp tịnh độ này mà thay đổi cuộc đời những đức nè. Nhờ chính gặp pháp môn tịnh độ này mà thay đổi cuộc đời, hiểu không? Nên bây giờ những đức đem chiếc máy nghe pháp giọt nước này nè để cúng dường chư tăng ni. Nếu như những người nào hữu duyên mà chúng ta cùng học tập tịnh độ với nhau, để cùng niệm Phật, để mà khuyên người niệm Phật, những đức nói nghe, nếu như bây giờ chúng ta đi ngoài đường chúng ta khắc thực đi, mình là người niệm Phật đi, quý vị chỉ cần ngồi chỗ nào quý vị khắc thực, người ta chỉ cần đến mà người ta cúng dường một cái thôi, mình nói mấy câu liền: Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ cúng dường cho thầy để thầy sống có cuộc sống thầy tu, thầy cũng có vài lời để cảm ơn quý Phật tử. Thầy khuyên quý Phật tử nên cố gắng niệm Phật. Thầy ngồi đây là để kết duyên. Thầy gặp bất cứ người nào, thầy cũng khuyên niệm Phật, vì chính thầy biết niệm Phật đặc biệt lắm. Quý Phật tử muốn hết khổ thì nên niệm Phật. Cầm một cái bình bát đi khắc thực, mỗi lần ai cúng dường, cúng đồ ăn đều nói vài câu, hoặc niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật, rồi khuyên người ta niệm Phật một hai câu thôi cũng được. Những đức nói quý vị nhận cái này xứng đáng nhận, thật sự mà nói nghe thưa để nhận luôn. Nhớ, những đức nói điều này nghe, nếu ai là người đi khất thực nghe, khỏi cần đi, chỉ cần ngồi chỗ nào chỗ đó đó, ngồi một chỗ chỗ đó đó, rồi mỗi lần ai đến là nói mấy câu vậy thôi, rồi quý vị sẽ thấy ngày nào cũng có người đến để cúng dường cho quý vị, từ dư cho đến dư 100% luôn. Nếu như quý vị làm được điều này mà mình là người niệm Phật, tại vì mình là người niệm Phật thì mình mới dạy người ta niệm Phật được. Cái việc này nó ý nghĩa dữ lắm.
Tờ ơi, chính cuộc đời Nhẫn Đức nè, gặp tịnh độ hơn mười mấy năm nay nè, Nhẫn Đức làm đây là 100% luôn cho quý vị biết. Vừa bản thân Nhẫn Đức đầy đủ mà Nhẫn Đức còn nuôi hơn 1.000 người, mà Nhẫn Đức còn tổ chức bao nhiêu chương trình. Như bây hởm Nhẫn Đức tổ chức chương trình khiếm thị, quý vị nghĩ đi, gần 4.000 người khiếm thị. Rồi nguyên một cái mùa Tết quý vị coi làm bao nhiêu chương trình. Rồi bây giờ chương trình mừng thọ, quý vị coi số lượng con người. Mà Nhẫn Đức không có thiếu thốn gì cả, mà Nhẫn Đức cũng không có đi đâu cả, chỉ có khuyên người niệm Phật thôi, mà phước duyên thù thắng như vậy. Thì quý vị nghĩ đi, cái câu A với Đạo Phật này thù thắng cỡ nào chứ quý vị? Cái câu A với Đạo Phật này rất là thù thắng. Nên đây là tất cả các anh em huynh đệ mà mình cùng xuất gia cùng tu đó nghe, đây là cái pháp mà gọi là cái pháp vô thượng thừa nè. Cái pháp này nè, pháp đặc biệt nè. Nếu như mà nghe mà tiếp nhận được đi, cứ câu Phật hiệu đó, đó mà áp dụng. Mỗi lần ai mà cúng dường gì, à, quý Phật tử cúng dường cho thầy, thầy rất là biết ơn. Thầy khuyên quý Phật tử cố gắng niệm Phật, cố gắng niệm Phật. Từ cái âm đức mình niệm Phật, mình khuyên người ta vài câu niệm Phật. Người ta không niệm, mình niệm A-di-đà Phật. Niệm lại một câu A-di-đà Phật cho cái người cúng dường đó nghe. Quý vị cúng dường cho tôi cuộc sống, tôi niệm một câu A-di-đà Phật cho quý vị nghe. Mỗi lần ai cúng dường là niệm một câu A-di-đà Phật cho người ta nghe. Từ ngay cái tâm bố thí pháp đó đó nghe, đố mà quý vị thiếu phước. Phước cực kỳ dày. Chính những đức đi tu thay đổi được cái mạng không có phước luôn nè. Cái mạng không có phước thay luôn nè. Vì sao những đức mạnh dạng nói cái mạng những đức không có phước? Nếu như cái mạng có phước, vì sao sanh vào một gia đình cực kỳ nghèo, học chỉ có lớp 3, đi làm thành phố 11 năm không dư một cắc, phải không, có phước không? 29 tuổi gặp Phật pháp, gặp ngay tịnh độ niệm Phật, 3 năm sau thay đổi số mệnh liền. Rồi bắt đầu từ đó và tới bây giờ luôn là bắt đầu có duyên nuôi chúng luôn, phải không? Hãy rõ ràng pháp môn tịnh độ thay đổi số mệnh cuộc đời không quý vị? Người không có phước niệm có phước, người không có duyên niệm có duyên. Nếu như người xuất gia mà có được cái duyên này, mà chúng ta nhìn nhận con người này không có gì đặc biệt, chỉ đúng có một cái là tinh tịnh độ, Nhẫn Đức nó bảo đảm 100%, Nhẫn Đức không có gì đặc biệt, chỉ có đúng tinh tịnh độ là đặc biệt, tinh thật luôn, chứ không phải tinh theo mùa nghe. Có nghĩa là Nhẫn Đức tinh tịnh độ gọi là tinh gì? Là tinh bốn mùa. Tịnh độ thì cũng tu tịnh độ, nhưng mà có nhiều người tinh một mùa, còn Nhẫn Đức là tu tịnh độ tinh bốn mùa. Xuân hạ thu đông đều là A-di-đà Phật. Hãy tin bốn mùa. Nên bây giờ tất cả những cụ già, cụ ông, cụ bà đây đến mừng thọ, Nhẫn Đức đem tịnh độ giới thiệu đó, đem tịnh độ chân thật giới thiệu đó. Cho quý vị thấy, nội một năm nay chùa mình có 4 người đi đặc biệt. Điển hình Nhẫn Đức nhớ là bà cụ Sáu 70 mấy, 80 mấy gì đó, mà biết ngày giờ đi, độ cả con cái hết luôn. Bà niệm Phật chỉ được mới có 3 năm thôi, đứng yên đó đi. Biết tịnh độ chỉ có 3 năm niệm Phật thôi, thì quý vị biết, báo cho con biết, đứa thì 1 tháng, đứa thì 10 ngày. Thằng con trai là bà báo buổi chiều hôm qua, bà nói vậy nè: con ở lại cố gắng niệm Phật nghe, mẹ ngày mai 3 giờ sáng mẹ đi. Thằng con trai hỏi: mẹ đi đâu? Bà nói: mẹ đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì quý vị biết rằng là buổi sáng 3 giờ thì mấy cô nói rằng là bà đi vệ sinh. Bà đi vệ sinh xong bà quay về bà niệm Phật, dọc đường bà nói: Phật A-di-đà đến trước tôi rồi. Bà trở về phòng bà và bà nằm xuống an tường đi, miệng còn mỉm cười. Thấy thù thắng chưa?
Còn một bà cô cực kỳ khổ bệnh đau, nhưng mà chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật, tự nhiên cái ngày gần mắt đi đến cổng chùa mình, tới cổng chùa mình luôn. Bà cứ ngồi hoài ở ngoài đó, quý coi, ngồi hoài ở ngoài đó luôn. Bà cuối cùng đưa vô hộ niệm. Hộ niệm chỉ có một ngày mấy, bà đi, đi xong hoa sen mọc từ miệng ra, một hoa sen mọc từ miệng ra. Còn một bà cụ ở bên Đại Tùng Lâm bị ung thư, nhưng mà không bao giờ buồn trách gì, không đau đớn gì bao nhiêu. Bà đi đâu, bà ngồi đâu, bà cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi bà ra đi thì quý vị biết rằng bà nói: cô lên dẫn, cô mời quý thầy đến, tôi sắp sửa giảng sanh rồi, mà tôi đi là tôi đi xuống đất tôi nằm, tôi thích nằm dưới đất tôi đi. Thì bả trên giường, bả lết bả xuống đất, bả nằm, bả nằm dưới đất. Rồi quý thầy vừa xuống thì bả nằm an tường, bả đi về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thấy không, cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn đại thù thắng. Bây giờ người già ở đây mà kêu trì chú hay ngồi thiền sao làm? Bởi vì nói là pháp môn tịnh độ là pháp môn mà tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu. Bây giờ có nhiều cụ nói rằng: vậy con niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay niệm A Di Đà Phật thầy? Những đức nói quý vị nên niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật là gọn nhất. Chính những đức nuôi người già đó rõ ràng luôn. Khi cuối cuộc đời hộ niệm A Di Đà Phật, cái ông chú mới đây nè, vợ ngồi kế bên, ông niệm A Di, gần chết á, A Di. Người vợ nói: thêm hai chữ Đà Phật nữa, A Di. Thấy không? Cuối cùng cái câu cuối cùng của ổng nghe, chắc chắn là có vợ đang ở đây nè, vợ đang ở đây tu mà. Câu cuối cùng của ổng là câu gì phải không? A Di Đà Phật. Chết quèo. Thấy chưa? Kinh khủng không? Phật rước liền. Câu cuối cùng là A Di Đà Phật, Phật rước. Quý vị thấy không? Bớt hai chữ Nam Mô khỏe chưa? Trời ơi, cái hơi cuối cùng nó không đơn giản đâu nghe. Lúc mình còn sống mình thở ra, mình hít vào kỳ kỳ. Vậy mà lúc mà cặn tư nghiệp, các cụ ơi, cặn tư nghiệp là mình thở gì nè, cặn chết á. Kiểu này là còn khoảng 2-3 ngày nữa nghe. Còn cái thở này là sắp sửa chết rồi nè. Đứng lại luôn, hít lên một cái là xuống không được á. Rồi nó còn chút tí hơi nữa, từ cái đứng đó mà nó thêm chút nữa nha, thêm chút nữa, một cái nữa, rồi chết queo. Đó, phải biết đó nghe. Nên nuôi cha nuôi mẹ phải nhìn ra cái hơi thở đó đó. Thở mà lên mà xuống lại là còn vài ngày nữa, là cứ niệm Phật đi, cứ hộ niệm đi. Còn cái thở mà lên như vậy mà không xuống được á, là một chút nữa à, vài tiếng gì là đi rồi. Nhưng mà muốn cho cha mẹ bình yên nhất là niệm Phật hộ niệm. Lúc còn cha mẹ già vậy nè: cha mẹ ơi, thế giới cực lạc đẹp gì đó, Phật A Di Đà nói rằng thế giới cực lạc nghe, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận. Mà khi cha mẹ đi du lịch đó, là trời ô thần thông của ba mẹ bay dèo dèo vậy đó, đi đến những cái quốc độ cực lạc, quốc độ của chư Phật để mà tham quan. Nên về cực lạc là đặc biệt lắm, mà không có bệnh gì nữa ba mẹ ơi. Ở đây ba mẹ thấy không, ngày xưa mình còn trẻ, bây giờ tóc mình bạc, bây giờ lưng còm chân mỏi, đau nhức tùm lum, khổ quá ba mẹ ơi. Mình về cực lạc mình không còn khổ nữa ba mẹ. Rồi cái đầu hỏi: ủa vậy cực lạc tốt vậy làm sao tao về? Nói: ba mẹ chỉ cần niệm A Di Đà Phật, nhất định khi cặn tử nghiệp, Phật A Di Đà sẽ đến rước ba mẹ về cực lạc nghe. Ủa tao chỉ có niệm A Di Đà Phật thôi hả mày? À, niệm A Di Đà Phật thôi. Ờ vậy thì được, dễ mà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng không? Vậy thì cứ niệm Phật là được rồi. Đó, có nghĩa là mình làm con mình dùng đa dạng phương tiện để mình dạy cha mẹ mình niệm Phật. Cứ dạy cha mẹ mình niệm Phật. Còn ngày Chủ Nhật mình rảnh rảnh mình chở cha mẹ mình đi đến đây để nghe Phật, để nuôi cái thiện căn cho cha mẹ từ 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 từ. Như bây giờ quý vị coi cái tâm những đức á, mà rủ tất cả những người già về đây đã nuôi cái thiện căn lại nè, thấy chưa? Nó ngồi nghe đó, thấy chưa? Thấy cái duyên không? Nó ngồi nghe đó, ngon lành luôn đó. Mà những đức nói vậy hiểu, nó từ nơi đó ha. Thì cái chương trình này những đức rất là mừng, và mừng cho tất cả đại chúng trong chùa của mình. Khi vừa mà ăn Tết xong, ở nay mùng 8 là xong chương trình, tối đêm nay chúng ta cũng không có sinh hoạt gì nữa hết trơn á, nghỉ.
Tối hôm nay là sắp xếp nội bộ lại, vì Tết bị hổm tới giờ sắp tùm lum tùm la nhiều quá. Thôi bữa nay tối hôm nay mỗi nội bộ là chủ nhật, tối hôm nay sắp xếp lại vị trí lại đâu vào đó hết trơn. Sinh hoạt nhiêu đó đủ rồi, chúng ta ổn định chúng lại, để cho chúng ổn định thì các cụ già mới có cơ hội ở bình yên, đúng không các cụ? Hát ca nhiêu đủ rồi. Nó nên những đức nói cái chương trình này là chương trình đặc sắc nè. Đó, chương trình này là mừng lắm, nên các cô các chú thấy không, mình được vô tu mình mới làm được chương trình này. Chúc các cô các chú nghe cầm máy cầm quà đi tặng cho các cụ, trời ơi trong lòng mình nó hạnh phúc gì đâu, nó quá hạnh phúc luôn. Mình ở ngoài đời mà gặp mình có chồng dễ gì mà mình đi cho ai cái gì, mình còn không có mà cho người ta gì, nghe không? Đó, nên cái món quà này nghe các cụ quý lắm, nghe không? Nó không mà nhiều bà già những đức tặng cho món quà bà quý lắm, mà chút cầm cho chắc nghe, cái chừng nó lọt mắt á. Tại vì cái này là cái máy rồi xong á, những đức thấy nếu bây giờ mua cái bọc á thì nó tùm lum tùm la quá. Thôi cái gì mà tiết kiệm được cho Tam Bảo thì tiết kiệm đi, thì quan trọng là cái máy mình nghe thôi, cũng bỏ cái bọc. Thôi bây giờ cái máy những đức lấy sợi thun những đức buộc cái cục sạc lại là được rồi, kệ mình làm đơn giản á cục. Chùa mình nuôi người già mà trời ơi có thêm đồng nào thì mình mua một hộp sữa cho các cụ uống, đúng không? Mình tiết kiệm một chút để cho các cụ mình được nhờ đó chút chút gì đó. Nên từ nơi đó đó mà những đức làm đơn giản gì thôi, chứ không có gói quà có gì tùm lum. Trời ơi có khi mà những người ta lì xì những đức á, trong đó có 50 ngàn à, mà cái bao lì xì hết 5 ngàn. Trời ơi thôi khỏi đi, bây giờ đưa đại 50 ngàn đi, để trong bao lì xì chi mà tốn 5 ngàn. Lấy 5 ngàn đó bỏ cái thùng Tam Bảo, 5 ngàn đó cũng được hộp sữa, hiểu không? Cái sữa phô mi gì đó cho mấy bà già uống, đúng không? Khỏi bao lì xì đó. Những đức không có mắc cỡ gì đâu, đưa tiền là được rồi, khỏi bao lì xì, chi cho tốn cái bao lì xì, hiểu không? Cái quan trọng là xài tiền đó mà, hiểu không quý vị? Đó, nên chúng ta về đây mà dự chương trình này nghe, mỗi người chúng ta đều tu phước tu duyên, từ phóng sanh cho hồi hướng cho cha mẹ nè, làm nhiều việc hồi hướng cho cha mẹ nè, rồi xây chùa chiền hồi hướng cho cha mẹ nè, mình làm tất cả việc này để mình kết duyên cho cha mẹ mình được vô chùa ở, và bản thân mình sau này già mình cũng sẽ được vô chùa ở nghe quý vị. A Di Đà Phật. Đó, nên là những đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các cụ ông cụ bà chương trình mừng thọ ở đây và tất cả khắp nơi nơi được hưởng cái phước duyên gặp tịnh độ, nghe tịnh độ và tin tịnh độ, để niệm Phật cả đời của mình khi cuối đời được hộ niệm đàng hoàng, con cái không có trở ngại gì, giúp cho các cụ để các cụ được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúc các cụ an lạc nha. A Di Đà Phật. Hôm nay tại Tổ Đình Hộ Pháp tổ chức chương trình mừng thọ cho tất cả các cụ. Những đức thấy cái thời tiết hôm nay đúng là mát, thì quý vị cho nhà pháo tay nghe mát quá. Đúng rõ ràng trong kinh Phật nói là hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận nha, hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Khi mà nhiều người về đây tự nhiên có một cái tâm mà mình muốn mừng thọ cho cha mẹ mình đi, hoặc là mình mừng giùm cho các cụ già được mừng thọ. Những đứa không có tổ chức mấy cái chương trình mà để cho các cụ khóc đâu. Các cụ đang khóc nhiều và những đứa không muốn làm cho các cụ mùi mặt nữa. Chứ không phải như những đứa tổ chức cái này để những đứa cho vài người lên hát cho các cụ khóc làm gì. Thôi, mình chỉ dạy các cụ niệm Phật thôi chứ làm cụ khóc làm gì. Nhưng mấy bà già này mà muốn lấy nước mắt bà dễ đâu, cái gì đâu mà khó. Chỉ cần cho vài bài ca cổ lên mùi mặn thì cha mẹ là bà khóc buông hung rồi. Mà mình làm gì nó không có nên. Nên những đức muốn nói chuyện bình thường nhất để cho các cụ niệm Phật. Rồi các cụ cầm cái máy gì nghe là cứ cười hoài vậy đó. Những đức muốn các cụ cười vui à. Rồi xong á, khi mà nhờ cái phúc báo mà chương trình mừng thọ này, những đức phóng sanh hồi hướng cho các cụ ở đây nghe. Rồi các cụ khắp nơi nơi về đây, rồi các cụ khắp nơi nơi luôn. Giống như là toàn thế giới đi. Chúng ta phải cái tâm vậy đó. Cho mong cho tất cả người già đều được cái phúc báo này, và mong tất cả người con đều có cái tâm hiếu thảo này để hướng đến cha mẹ của mình. Dù hôm nay cha mẹ mình không có ở đây,
nhưng chúng ta đều có cái tâm là chắp tay lên mừng thọ cho các cụ. Khoảng 1,000+ cụ từ 70 tuổi trở lên đang ở đây, chúng ta mỗi một người con đều phải chắp tay lên là mừng thọ cho tất cả những người già này, tuổi già được vui vẻ, biết niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, cuối cuộc đời nhẹ nhàng an tường đi về cực lạc các quý vị. Tất cả người con đều phải có cái tâm này đó, thì tất cả các cháu cũng đều vậy, phước báo rất là lớn, nhớ nghe. Và bây giờ chúng ta nguyện đem toàn thể cái công đức niệm Phật, nghe chia sẻ Phật pháp phóng sanh cúng như thực này, nguyện đem hồi hướng cho tất cả các cụ già hiện tại ở đây hay khắp nơi trên toàn thế giới, và hồi hướng cho tất cả những người con mang tâm hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. Nguyện cầu quý vị ai cũng được sống bình an, ai cũng sống trong ánh quang minh của chư Phật soi rọi, để quý vị có được sự bình an và vui vẻ. Chúng ta nguyện đem cái công đức này nguyện cầu bình an cho toàn thể khắp nơi nơi con người sống trong cái quả địa cầu này, chúng ta hóa giải được cái kiếp nạn cho nhân sinh đỡ khổ đi, để mà chúng sanh được biết tu biết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập dị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết đức trong gia đình của mình từ uống thuốc sâu tự tử hay là xe đụng hay là trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới mà chết mình làm cô hồn chưa được siêu thoát, nhờ cái công đức của toàn thể đại chúng bao nhiêu ngàn người này niệm Phật và mang cái tâm hiếu thảo, nguyện hồi hướng công đức quý vị để cầu siêu cho tất cả những người chết chưa được siêu thoát đó, mà hướng về bổ nguyện Di Đà, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, về cực lạc mới hết khổ, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta bắt đầu là chúng thiết thực nha. Nhờ tâm Phật tự chúng ma ngã kiếm tí, nhờ cung ma tự tập biến tập phương, nhân thiết Phật tự cầu nguyện về tự công đức ca bó cảm ơn nhân thiên ngà đăng dự vọng tự giai động thành văn đạo như đăng tình trung má ngã kim tí nhờ cung tự động biên tập phương nhân thiên hộ tình cầu nguyện về tự công đức ca bó cảm ơn nhân thiên ngà đăng dự hộ tình giai cộng thành văn đạo như đám cô hồn chung má ngã kim thi nhờ cung từ tập biến tập phương những tiếng cô hồn cầu nguyện về tự công đức ca bố cặp mưu những tiên ngà đặng giữ cô hồn mà giai cộng thành văn đạo án một lần lắm ta bà ha. Án một lộn lắm ta bà ha, án một lộn ta bà ha, án ngã ngã nắng ta bà và việc nhận ra học, án ngã ngã nắng ta bà và việc nhận ra học, án ngã ngã nắng ta bà và việc nhận ra giá học, giá trị chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Cô ơi hương linh ơi, chiến sĩ chẳng văn đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, vô danh thai nhi về nghiệp phá thai ơi, ở phương tây thế giới an lành
mà chúng ta đi đến chùa mà cái lễ phóng sanh thì quan trọng, cái lễ mà cúng tế thịt thì quan trọng nè. Khi nhiều người chúng ta mà cũng vì cái phần người âm chút xíu hoặc là hương linh thai nhi á mà làm gia đình mình lộn xộn quý vị. Khi mà đi về đây mình tu xong mà cúng cái này là ta được hưởng tài thọ được. Mà khi ta hưởng rồi là thích ở đây nè. Ngày xưa ở ngoài này, ngoài cái cổng vòm này, ở ngoài cái bùng binh đó đó, là ở đây là năm nào cũng ưa bị đụng xe tai nạn nhiều lắm. Nhưng mà từ khi những đức tin đến đây niệm Phật, những đức cúng đến thật một cái là ngưng luôn. Hơn 9 năm không có một cái gì xảy ra hết. Thì vì biết cái chỗ nào mà chỉ cần xe đụng thường xuyên mà chúng ta chỉ cần để máy niệm Phật, hoặc là mình là người tu niệm Phật nha, lỡ cúng cái mời người ta đi đến chùa để cho người ta ở chùa đi, có bài pháp nhẹ giảng cho ta nghe, ta hiểu là ta đi ra khỏi chỗ đó đi, tự nhiên cái nơi đó trở lại mình đi. Nên quý vị về đây mà những đức cúng đi thật, quý vị thấy vậy chứ nó quan trọng lắm á. Nhiều người già đây nè, quan gia cái chỗ đi theo là nhiều lắm. Mình cúng cái là người ta buông ra, ta ở cái chùa, và những đức giảng này ta nghe ta thông cái tâm. Nên người già tự nhiên tâm trạng mát mẻ. Nên hôm nay quý vị thấy không, cái từ trường nó rất mát. Quý vị thấy Phật gia hộ miếu của đang làm nắng, người ta ngồi mày xanh xanh ngồi. Nên cái tâm mình làm thiện là tự nhiên ông trời cũng phải gia hộ với quý vị. 100% nó mát đó, quý vị đúng là sao đó, thoải mái luôn, thấy không? Mà tự nhiên những cái phút cái thật mà gió thổi mộ mát gì đâu, nghĩa là cảnh giới đều quan hệ hết. Nên bây giờ chúng ta làm lễ phóng sanh nè, những người mà khách hành hương là đây, chúng ta ngưng, chúng ta phóng sanh cái nữa là tròn vẹn nha quý vị. Và bây giờ chúng ta thả những con chim này nó mừng lắm, giống như mình ở tù mà ai thả mình cảm ơn vậy đó quý vị. Nên Phật nói rằng bỏ tiền ra để phóng sanh đó là tài thí. Mình sanh ở nơi nào mình cũng có phước lớn. Mình quy y niệm Phật cho nó nghe đó là phải, là pháp thí, là chúng ta thông minh trí tuệ. Còn nếu như chúng ta mà thả nó đi là vô ý thí, là được sức khỏe và tuổi thọ các già. Nên bây giờ mình phóng sanh, mình làm công đức hồi hướng cho cha mẹ của mình. Khi mà chương trình mừng thọ thí dụ, thì tức khắc quý vị biết rằng là cái phước duyên của bản thân mình rất là lớn, và cha mẹ mình cũng được hưởng. Nhiều người ngày nay người ta đi cúng sao giải hạn đúng không? Về chùa đây, quý vị khỏi cần chưa có ghi tờ cầu an cầu siêu nào nghe. Nhưng mà chúng ta cùng niệm Phật, cùng tu. Như vậy thì ai muốn an cho người thì mình an mình. An mình mới an được cho người nghe. Quý vị có cái lý mà mình nghèo mà cho cổ tao quý vị không? Chúng ta muốn an tâm cho người thì mình phải an tâm mình chứ. Rồi ai gặp mình cũng sẽ được an. Còn khi mình muốn cầu siêu cho người thì mình phải có cái tâm buông xuống để siêu thoát. Siêu thoát là gì? Là không buồn giận hay để trong tâm, thì mình sẽ cầu siêu cho người thân mình được. Còn mình đi đâu cũng không vừa lòng, đi đâu cũng không vừa ý mà muốn cầu siêu hả? Không có siêu đâu. Mình còn đỏ sao cầu siêu cho người ta. Cái này là cái lý đơn giản nhất cho đi hiểu đó. Nên bây giờ chúng ta làm lễ phóng sanh này, nguyện hồi hướng cho tất cả những người cha, người mẹ khắp nơi trên toàn thế giới hiện tại đang ở đây đều hưởng được cái công đức phóng sanh, mà các cụ được bình yên nghe, các cụ khỏe mạnh nha, đến khi cuối cuộc đời các cụ tỉnh táo để mà niệm Phật về cực lạc nha. Ai như là Phật, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay hoan hỷ để thả chim. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
chúc cho tất